chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Mình là Candy. Và hôm nay thì mọi người có thể thấy được rằng là mình đang lang thang ở ngoài trời. Và mình có nhà nhưng mà mình không có được ở đó mọi người. Thôi. Ok, thì để cho mọi người biết lý do tại sao mà mình có nhà không được ở thì mọi người hãy đi theo chân mình nhé. Mình sẽ cho các bạn xem nhà của mình. Nhưng mà mình không được ở mà mình đã bị chúng nó chiếm mất cái nhà của mình rồi. Đau lòng quá mọi người ơi. Đây là khu mình đang sống này mọi người. Ô tô ở đây là ô tô nhà mình hết á mọi người. Ô tô nó chạy dài từ Bắc vô Nam luôn. Không có chỗ để nên là mình phải để tản ra đó mọi người. Đó mọi người có thấy chiếc xe quen thuộc không? Ở đây mình sẽ cho các bạn xem bên trong căn nhà của mình. Đó, mọi người đã thấy chưa? Chúng nó chiếm cái phòng của mình luôn rồi. Tự nhiên cái mình bị đuổi ra ngoài công viên. Tự nhiên tụi nó từ đâu chui vô cái nhà mình. Tự nhiên leo lên giường nhà mình nằm mọi người. Ê, hay bà. Quen biết gì nhau không? Tự nhiên chui vô đây nằm vậy. Nhà của em. Cái gì nhà của bà? Nhà của em rồi. Mà ê, đây là nhà của tao, không có phải là khách sạn nha. Tụi bay muốn tình tứ gì tụi bay đi ra khách sạn nha. Ê không, ở đây không có free nha. Rồi tao ngủ ở đâu? Anh đi ra ngoài đường ngủ đi, nhà của bà nghĩ sao? Tự nhiên nhà tao có không ở, tự nhiên tao lại phải ra ngoài đường ở là sao bà? Thì nhà của em áp lực lắm, anh đừng nói nữa. Ê, áp lực cái gì? Áp lực thì đi ba, ngồi dậy tao đưa đi ba. Tiền đâu mà đi, em còn một cách nè. Không sao, ở đây anh biết là kiếm tiền dễ lắm. Đi ra ngoài đường em cầm cái nón ra ngoài đấy xíu là đủ tiền đi ba. Em không đi đứng đường đâu, đi đường đi. Mày không phải đứng đường hiểu không, mà là đi làm ăn xin. Thôi, không, em không đi làm ăn xin đâu. Ông em muốn nhà khác đi, nhà này để chưa lỡ rồi. Công lý ở đâu trời? Gì mấy bà? Em buồn. Buồn sao buồn? Bên giả bên đáy. Trời ơi, thế em nhầm rồi. Nhà vệ sinh này. Đây là nhà mới của mình nha mọi người. Ở đây là nhà vệ sinh, đây là nhà tắm của mình nha. Tự nhiên như nhà của mình ấy nhờ. Ủa. Bà. Nhà mình mới mua luôn á. Đây nhà vệ sinh mà không nên quay được các bạn ơi. Mới. Mọi người xem thấy nó có tự tiện không? Còn bên đây là nhà tắm của mình. Ủa mở cho đi ta. Mở vào mở nhà tắm nhà mình mà không biết mở. Nhà tắm của mình khá là tiện luôn, máy nước nóng nè. Giờ sen các bạn thấy không, xịn không? Đó. Tắm có kiểu. Dầu gọi Bia. Giờ sao nè, như nào phải nói. Lên nhà thì nấu đồ ăn, người ta ăn đi, giỏi hơn nấu nó bụng với mẹ vậy đó. Thì kệ mẹ mày. Tự nhiên cái lên, cái lao lên giường tôi nằm, cái tự nhiên đuổi tôi ra ngoài công viên. Tôi ngồi nãy giờ ngoài đó tôi nóng chết đi được, chịu đéo nổi luôn á. Cái tao phải đi vào trong này luôn á. Tụi bay, được ở trong này. Điều hòa mát lạnh như này mà mọi người nghĩ sao nó để cho mình ở ngoài công viên trời 30-40 độ C mà tụi nó coi cho được đó mọi người. Đáng đời. Nó quá đáng không mọi người. Trong khi đó tụi nó có cặp có đôi, mình có một mình êm chứ mọi người. Mình cô đơn, mình buồn, mình tụt. Ôi anh ơi. Rồi tụi nó lại còn đánh mình nữa chứ mọi người. Quá vậy. Tiền rồi cho nó nè, cái điện thoại em nên đi cầm bán lấy tiền như mua đồ ăn. Ok đây. Ngon đấy, iPhone 11 à, đi bán đây. Đi bán nha. Ôi bán thiệt rồi, giỡn tiền rồi. Vài trăm ngàn không? Mang nốt rồi. Hả? Đi bán, tối đi ba. Nhà không có gì bán không? Thời gian gần đây thì mạng xã hội lại tiếp tục lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên ăn trộm đầu lót của phụ nữ. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện những đoạn clip ghi lại hành vi này. Ê quả, ơi có tiền rồi Tú ơi, lấy tiền đi ăn đi. Ê má, cả nhà cả cửa còn có 100.000 đó, ăn cả tuần đó mày. Thì kệ mẹ mày. Lấy tiền đi ăn đi. Ăn cả tuần đó trời. Má ơi, trộm cướp dưới nhà trời nó. Trộm nhà. Tuần đó mày. Không. Nó để giặt quần áo luôn á. Chuyện hoài. Ê, tụi nó cướp hay gì hết trời. Em bò nè, lấy em về nhà em lấy được
Gì á? Anh cướp công khai trước mặt hả? Ở cái đó là vỏ thôi. Cái đó là vỏ thôi. Ê má thật luôn á. Má đó. Nói đi. Trời trời. Má. Ê thật luôn á. Ai hút mà. Tao ở nhà mình đi bay thì trời. Trời ơi tức quá trời. Con Lý ở đâu trời. Ôi thì mày buồn được việc của mày chứ trời. Tự nhiên cái buồn ra đây phá tao rồi sao mày. Nói vậy em học vô Chi Minh. Tại vì mắc ỉa tao đã bảo nhà vệ sinh của tao ở chỗ kia. Mày có thể đi vào đó mà. Yên tâm nó có vòi nước xịt đã lắm. Không cần dùng giấy cả sát đi đâu. Sao có thích thích gì hay là em buồn vì cái nhà vệ sinh nhà anh không có giấy. Trời ơi, để anh đi mua giấy cho em nhé. Trời ơi, bà này có dọn nước chảy rồi đi uống nước chảy. Anh có tiền không cho em vay 20 triệu coi. Thằng má mày giết tao đi. Mày giết tao đi. Tao có cái tấm thân này mày giết tao luôn đi. Mà nghĩ sao tao 20 triệu á trời. 20 nghìn tao chẳng có mà 20 triệu. Còn mỗi 100 nghìn tiền ăn của tao cả tháng trời. Mà mày cũng lấy rồi mày cũng lấy. Mà mày đem đi mày đút vô tư quần rồi mày. Cái gì tụi mày cũng lấy hết chứ. Đúng rồi giờ ông trả nè. Nó nhiều quá ở vô ở làm đổ xíu làm gì ghê ạ. Đi ra. Ê má. Ê nhà của tao cho mày. Ê nhà của tao cho mày. Ê thẻ. Ê má. Mọi người, tự nhiên cái nhà của mình cái mình bị đuổi mọi người. Công Lý ở đâu? Nó hoài nghe, đi chỗ khác. Ê má nhà của tao nha mày, nhà tao táo chết mình nha mày. Nào nghiêm túc nào, quần gì? Em áp lực. Công việc hả? Công việc sao mà áp lực? Sao? Kiểu mấy người đã tự túc, mấy người đuổi tôi ra khỏi nhà rồi. Nhưng nên mà... là mấy người phải tự túc cái gì không? Nhà mở cửa ta mới vô được chứ. Người ta mở cửa nhưng mà anh mở cửa như kiểu là một kiểu chào thân mật, nó thân thiện hiểu không? Em đi cọc đất cho người ta mà không có đủ tiền. Má mày làm YouTube mày làm như thế mà mày kêu mày không có tiền. Đã nói là bị mất tiền mà. Sao mà bị mất? Bị người ta lấy. Sao mà bị lấy? Cần đi để cho người ta lấy là sao trời? Trời ơi, đến nói cho mượn tiền đi ở hoài. Cần vay tiền. Ôi, sao cho mày vay tiền đi nhà nghỉ này? Má mày. Tao mượn tiền ăn uống cho vay tiền đi nhà nghỉ. Mày kiếm một tiền thật sự mày nhìn này. Một đống hàng mới nhập về này. Vừa nhập một đống hàng về hết cả gần 70 triệu luôn á. Hết sạch tiền luôn rồi, tiền vừa nhập hàng hết trơn rồi. Hàng đó đi mà lấy tiền. Ê bà bán giùm tôi đi rồi tôi cho vay tiền. Ai mua hàng đi. Ai mua hàng đi. Mọi người ai muốn mua serum trị mụn hay là muốn mua sữa rửa mặt thì liên hệ cho mình nha. Mình bán hết đống hàng này là mình sẽ cho hai đứa này vay tiền nha mọi người. Những ai bị thâm nách lâu năm, bị hôi vùng nách mà không chịu được thì làm theo cách này nha, hiệu quả là mát. Cái này đi đâu được cũng được vài trăm đô nè, tốn 35 ngàn rồi. 35 ngàn đô á mà bán còn này trời đi ơi. Còn gì xích nè. Ừ có gì bán được bán hết đi. Chọc tới nữa không cho mượn tiền thôi đi về nè. Nói rồi trời, đâu phải tiền đâu mà đổ xăng về. Tiền đổ xăng thì 100 vừa lấy bay lấy đứa túi đó 100 đó. Ừ. Để đâu rồi? Má để đâu rồi để tao lục cho. Má tiền đây này mọi người. Review một chiếc quần rất là xịn sò. Má ơi. Đó tiền này đủ đổ xăng mày đi về ngoài Bắc luôn cũng được nữa chứ không phải là về Tây Ninh. Ăn can trụng cho em hai con mày. Ăn mì thật hả? Ăn mì thật hả? Có hai đứa mà trụng 7 gói luôn rồi. Thế cho để dành thôi mày. Cho ăn nhiều đấy, nhà có 4 gói rồi. Trụng cho bay hết rồi tao ăn cái gì? Trụng có mì.
Ê, nhà thì cái nhà nó nghèo lắm luôn đó mày. Ê, đi ăn xin nhà của đứa nghèo rất buồn tơi vậy nè trời. Anh không có mà ăn rồi đó. Mà đó tụi nó còn đến dành. Trời ơi, đứa trụng có hai gói mì mà sao cứ nói hoài vậy. Khổ lắm mọi người, đâu có sung sướng gì đâu. Bình nước mua cũng xịn nữa. Khổ. Tính ra cái này là của nhà người ta luôn, không có cái gì tôi mua luôn á. Nhà nghèo không có gì luôn á. Nói nữa, nói hoài. Nghèo dữ lắm luôn á. Nè, nghèo muốn mấy mười mấy, 200 ngàn luôn. Người ta mua luôn á, tôi không có phải mua luôn á. Ê, làm gì có tiền mà mua trời. Ê, ăn bằng cái sao đấy nha. Nên là cho con lợn ăn á. Có mày cười. Dột dầm dơ rồi gác coi. Như bố hả, như bố hả mai buồn mà khóc xứng với chị ta. Người ta khóc trong sung sướng hiểu không? Người ta khóc, người ta cười, người ta buồn cười hiểu. Người ta khóc trong sung sướng. Nấu mì cũng có tài đó. Má. Mì gói là nhiều người nấu đâu có ngon đâu. Ôi vậy hả? Thiệt. Trời ơi sao không trụng vô đây mò hai gói luôn nè trời. Ôi hả, vậy là anh trụng không? Kìa, đổ hết lum. Biết nấu sao mới ngon không? Có một cái công thức nấu mì cực kỳ ngon luôn. Ăn một phát là kiểu như kiểu là ăn thuốc phiện luôn á. Nó hoài mà cũng nói hoài. Nghĩ em đi. Nghe cho nó nói chứ. Ngày mai cơm muối. Ai mà cười. Đem ra ngoài vô. Nè tốt. Đem ra ngoài vô. Đem ra ngoài vô cho lên. Trời ơi. Má ơi. Em không sao để tao bóc tao ra. Hello, đùa thôi đây này. Gói khi đói bằng một gói khi no. Tưởng gì? Tao tinh thần nó thoải mái đâu, ủ rũ má. Cái gì sao cái điện thoại. Sài Gòn làm nước tẩy không luôn. Đỏ vô. Nhìn lên. Nước đỏ vô. Nước này nó ngọt hơn, nước này nó ngọt hơn thì uống thử một coi. Trời ơi, đâu đổ. Đâu đổ cũng xịn nữa, đâu đổ thì gắt trơn rồi. Đó, khổ nhà nghèo. Làm gì có tiền mua đũa xịn. Người ta nghèo người ăn, người ta ăn đũa tre. Im lặng. Alo. Nó hoài. Ok, im lặng một phút, im lặng. Ngon không? Ngon không? Cái vị nó giống hải sản không? Ngon không? Nóng không? Ngon không? Khô không? Sao? Ủa sao vậy? Ủa sao vậy? Đi đâu vậy? Ngon quá cưỡng không nổi. Ủa sao đi ngủ rồi? Ê nó ăn một phát là nó no luôn kìa. Ê chắc là sao người nấu đẹp trai á. Bye bye các bạn, nghe nói biết mệt quá. Ngon không? Ăn ghê trời, má ăn nó xít kìa. Trời thấy ăn cưng ghê luôn á. Trời thấy tội nghèo quá mọi người. Chị nghĩ em nên bỏ cô đi được mấy chứ hả? Mình nói đi về đi. Trời ơi. Đứa bé này mọi người, nó lang thang suốt ngoài tường mấy ngày hôm nay chưa có gì vô bụng hết mọi người ạ. Thấy thương lắm nên là mình đã nấu mì tôm cho nó ăn. Nó cảm động, nó ăn ngấu ăn nghiến. Thấy tội nghiệp lắm luôn đó mọi người. Đó mọi người ơi, mọi người thương nó thì mọi người chuyển khoản cho mình để mình mua đồ ăn ngon cho nó. Đó, mọi người thấy.